tại Thanh Hóa, nhà thi đấu. Người tập trung cây, một số anh em chơi cây cảnh, ở diễn cây cảnh Thanh Hóa. Rất nhiều những tác phẩm và bài đạp. Bây giờ tôi sẽ theo đoàn để vào một nhà vườn. Một phòng có kè khu nhà vườn rất đẹp. Ông bảo như cái đa đây không? Bảo ấy, như cái đa kia không? Sao lại nói quay lên nhiều hả? Đây là nhà vườn gì nhỉ? Trường Kim Bảng. À, chúng ta sẽ thăm một nhà vườn. Đó là trường Kim Bảng. Nó thường là có xuất hiện trên mạng. Rất đẹp. Rất xinh xắn. Trường Kim Bảo là một trong những nhà vườn nổi tiếng theo anh nhà tạo như vậy. Trường Nguyên chào nhá. Rồi chào bạn. Đây là nhà vườn gì nhỉ bạn ơi? Trường Kim Bảo ạ. Trường Kim Bảo chắc là liên quan đến tên của bạn à? Dạ vâng. Tên là Trường. Tên là Trường và nhà vườn là Kim Bảo. Rồi tôi Vinh Nguyễn, phóng sự cây cảnh. Rồi. Cây này của bạn đã đi triển lãm ở Thanh Hóa ở Trường Sơn. Không ạ. Festival Yên Tử ạ. Ừ, Yên Tử, quên mất. Festival Yên Tử, một tác phẩm rất tuyệt tác. Hóa ra là của trường Kim Bảo. Đi Festival Yên Tử. Bò cạp. Tác phẩm bò cạp. Hôm nay đã đến cận cả vườn. Đúng là tầm cỡ Việt Nam. Chúng ta là những mẫu tác phẩm nổi tiếng tại triển lãm điện tử. Bò cạp rất tuyệt tác. Có điện thoại. Dạ vâng, anh Dối chạy đến đây ạ. Quay đi vào. Vâng. Alo ạ. Nhiều sáng mai mà bên kia sẽ bắt qua cho nhà em. Ừ. Rồi nhá. Rồi. Cảm ơn. Không làm thế nào được. Kế hoạch chỉ lệch một tí cái là phải đi, bởi vì không thể lui ra lâu được. Đấy, anh em đã ra hết ngoài vườn, tôi lại quay trở lại. Chỉ có cú điện thoại. Những tác phẩm thật là tuyệt tác, to hay thì nhỏ cũng là những tác phẩm đẹp. Tầm cỡ Việt Nam. Thanh Hóa là một đất chơi cây cảnh. Nếu như theo người Thanh Hóa thì cây cảnh của Thanh Hóa có lẽ là chỉ xếp sau khu vực Hà Nội, Vĩnh Phúc, như là có thể nói là Vĩnh Phúc 1, 2, 3. Đấy là theo người Thanh Hóa tự nhận xét.
còn tôi thì cho là Thanh Hóa cũng là rất chơi. Những tác phẩm rất đáng trân trọng. Trường Kim Bảo. Qua tổ tạc. Đấy, bên kia thì Yên Mai đường phát trực tiếp. Đừng đăng nghiệp, anh em sẽ được nghe Vinh Nguyễn cười. Tơi như mật mông. Đấy, đấy. Đúng là đến một khu vực rất là tuyệt tác, trong một không gian mở rất đẹp, nhưng mà được chắn bởi một hàng rào nhỏ dây thép để tạo khung cảnh cho từng khu vườn. Trong vườn được nuôi cỏ, được nuôi cỏ nhưng lại rất đẹp bởi vì nó xen lẫn giữa những hàng gạch màu đỏ để phân khu. Đúng là con người nghệ thuật. Đấy, các bạn thấy một cái tác phẩm như thế nào quá đẹp nhỉ, rất giá trị. Bóng làng đấy, bóng làng ở bóng làng rất là chuẩn chỉ. Đến đây thì tôi sẽ đi quay ngay vào những cây nhỏ, vì những tác phẩm nhỏ mới là tác phẩm đẹp trong khu vực. Cây già, ừ, cây già và hai những tác phẩm nhỏ ở đây rất đẹp, rất chuẩn, một tác phẩm đa, rất cầu kỳ. Chậu trên chậu đặt như thế này. Đúng là các bạn đã được ngắm những tác phẩm tuyệt tác của anh Trường. Hai cảnh nhà thi đấu. Chú à, chú đang ở trong trường Kim Bảo Thanh Hóa. Trường Kim Bảo. Từng em ở đây rồi. Đi tác phẩm của trường Kim Bảo. À. Tác phẩm đó. Ngay cách trang trí rất nghệ thuật. Chậu, chậu, rồi chậu. Một, 2, 3, 4. Rồi qua 4 chiếc chậu, 1 chiếc đôn. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy nếu tính cả đôn là 5 cấp. À, 5 cấp. Để đến một cây phi lao nghệ thuật. Thì quá đẹp. Đấy, tôi nói là với con mắt nghệ thuật, một cái khung cảnh tuyệt đẹp như thế này, một khu nhà lá rất đơn giản nhưng mà rất đẹp, những thảm cỏ xanh, rồi đến những ô gạch màu đỏ. Đấy, các bạn thấy là phân khu rất là giỏi, vì đây là chỉ chắc là nơi thuê mà thôi, thuê để mà thôi, tôi nghi ngờ như vậy. Nhưng người ta lại phân một cách là rất là những cái mảng đỏ và xanh. Tôi muốn nói là những thảm cỏ và những tác phẩm đẹp. Và chúng ta chuẩn bị bước vào một tác phẩm trên một nền đỏ, gạch đỏ và một chiếc chậu. Rất nghệ thuật, chuẩn mới. Một cây giang cỏ. Năm tám. Đúng là người xưa mơ ước. Tức là thao hình như thế.
đúng là hàm chó vo ngựa. Tôi đã đến sát tận chân là con chó rất lớn. Nhưng các bạn biết là tôi không sợ chó. Nhưng hôm nay thực là sự bất ngờ. Vì chó chẳng bao giờ cắn tôi. Rất đặc biệt. Nhưng hôm nay đã là gần như đa sát của nó. Trong một tác phẩm lớn đẹp như thế này. Rất vui. Và các bạn lại được chiêm ngưỡng một tác phẩm đẹp. Quá lộng lẫy. Đúng là một tiểu phẩm. Để mô tả nó thì có thể nói là một video mới xứng đáng. Cây này gì? Cái bóng đẹp quá. Và cái thân của được ôm vào những tảng đá như là một cây cây nạc. Giống như phong ông Cương ấy, không, không thể giống như phong được. Nó là giống mâm xôi con gà. Ở cái gốc này, cái gốc này giống mâm xôi con gà. Nhưng mà thôi, mình tưởng tượng như vậy thôi. Nhưng mỗi cây nó có một cái dáng vẻ. Nhưng mà cái thân của nó đã ôm đá và dễ tạo thành thân rất to. Trong một tiểu cảnh rất hài hòa. Bằng những viên đá Ninh Bình. Và một cả ngôi chùa cổ. Rồi những tiểu cảnh. Đúng là đây là một tiểu cảnh đẹp. Để các bạn có thấy là cách làm tiểu cảnh như thế nào trong tác phẩm này. Nếu chúng ta quan tâm đến tiểu cảnh thì đây là một tiểu cảnh đẹp. Cây được đặt lệnh sang một vị trí. Còn bộ bóng của tiểu cảnh những tảng đá được thấy rất nghệ thuật, những neo uốn lượn và lại tạo theo vòng tròn của mép chậu tròn. Đúng là tiểu cảnh rất đẹp. Ngoài đây là đường đi, người ta nhìn vào cũng đã thấy một tác phẩm đẹp rồi. Tuy nhiên đây là đằng sau lưng tác phẩm. Đá đã được gắn rất chặt, tức là dễ đã bám vào đá. Như vậy bên cạnh là một chú chó. Thôi, tôi quay lại. Hàm chó vo ngựa chả chơi. Kìa, bạn đừng nằm mãi trong kia. Thôi, ta không trêu mày đâu. Đấy, tôi lùi chiếc ngã. Đúng là hàm mê kìa, quá cây quá. Như vậy đã dài. Và có lẽ tôi sẽ dừng video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi để chuyển sang video tiếp theo.